20. Bản năng của người mẹ thật sự rất kỳ diệu. Người bạn của em, lúc còn chưa phát hiện mình có thai, cơ thể theo bản năng đã phản ứng lại với cà phê và giày cao gót. Đến lúc cô ấy biết mình có thai, cô ấy vốn dĩ nên bỏ đứa bé này một cách không do dự. Nhưng đứa bé có lỗi gì chứ? Nó thậm chí còn không thể lựa chọn được sự ra đời của mình. Bạn cô đang đứng ở một ngã tư đường. Cô ấy bận rộn, con lớn còn nhỏ, bố mẹ tuổi đã cao, chồng bỏ mặc không lo, bây giờ lại có đứa thứ hai. Nếu giữ lại đứa bé này, khó tránh sẽ phải đảo lộn kế hoạch, chuyển sang một công việc khác nhẹ nhàng hơn, thậm chí là ở nhà làm nội trợ, đúng không? Ý kiến của cô thì sao? Em đến chuyện của bản thân mình còn không thông suốt thì có thể có ý kiến gì được chứ? Nếu là tôi sẽ lựa chọn bỏ đứa bé này. Tôi đã từng ở nhà làm nội trợ. Như vậy đồng nghĩa với việc cô phó thác toàn bộ hạnh phúc của bản thân vào chồng và con cô. Cô sẽ sợ chồng cô thất vọng về cô, bởi vì sự công nhận của cô đối với chính mình hoàn toàn được xây dựng dựa trên cách nhìn nhận giá trị của người khác. Tôi đã chịu đủ cuộc sống đó rồi. Nhưng bạn cô, dù sao cũng không phải tôi. Có thể cô ấy sẽ quen được với cuộc sống như vậy. Cũng có thể còn tệ hại hơn tôi. Thực ra bạn cô đã có sự lựa chọn từ lâu rồi. Chỉ là cần một người cho cô ấy một lý do để có thể tiếp tục thực hiện thôi. Thay vì cứ do dự chần chừ hỏi người này người nọ, thì thà tự mình nhìn thẳng vào kết quả còn hơn. Đứa con không thể giấu được. Càng trì hoãn thì cơ hội thay đổi sẽ càng ít. Lắng nghe giọng nói của anh, lắng nghe bí mật của anh. Cơn mưa trút xuống bên tai em, anh đã không còn là anh. Anh lặng lẽ rời đi, thế giới của em đóng thành băng. Alo, Nguyệt Nguyệt. Em có thể giúp chị liên hệ với bác sĩ Trần, trưởng khoa phụ sản mà em nói hôm trước không? Cớ sao lại yêu anh? Từ đầu đến cuối quên đi những tổn thương mỗi khi đêm khuya thanh vắng. Xin chào, số máy quý khách gọi đang bận, làm ơn gọi lại sau. Tiểu Bạch, theo anh đến Hồ Nam đi. Chúng ta có thể quên đi mọi điều trong quá khứ, làm lại từ đầu được không em? Chế độ đãi ngộ của anh hiện giờ thực sự rất tốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, anh nghĩ trong vòng 5 năm, về cơ bản có thể đạt được tự do tài chính. Đến lúc đó, em có thể cùng Quả Quả làm điều mà em muốn. Không được, không được. Nói như vậy, cô ấy nhất định sẽ không đồng ý. Không được. Tiểu Bạch, anh biết ở Hồ Nam chưa thể tìm ngay được công việc mà em ưng ý. Nhưng không sao đâu. Em muốn làm gì, anh đều ủng hộ em. Nếu em muốn trở về gia đình, toàn tâm toàn ý chăm sóc Quả Quả, vậy thì sau này em sẽ là công thần lớn của nhà mình. Anh nhất định. Sao thế này? Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ toàn mấy lời cô ấy không thích nghe.
Em ngày khác không chọn, lại cứ phải chọn hôm nay. Vốn dĩ hôm nay anh muốn đưa em đi xem phim lúc nào mà chẳng được. Hôm nay anh họ anh không có ở văn phòng, bây giờ ngày nào anh ấy cũng đến văn phòng. May mà hôm nay bố em hẹn đi ăn, nếu không thì anh ấy vẫn đang ở đây đấy. Em chỉ lấy đồ đạc của em thôi mà còn sợ bị anh ấy nhìn thấy à? Thấy thì thấy thôi, không được. Nếu nhìn thấy thì anh ấy lại lên lớp em. Gì mà cô đi làm mà như trẻ con chơi đồ hàng vậy? Vậy mà trước đây em còn bảo anh mang đến cho em. Thì tại hồi đó suy nghĩ đơn giản mà. Em chỉ cảm thấy công việc cũng có thể giống như cuộc sống, đúng không? Có thể muôn màu muôn vẻ. Ai ngờ bây giờ ngày nào em cũng ở bên một người chồng công việc. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Được rồi, anh mang cái này xuống trước đi. Vậy anh xuống trước nhé. Sếp quản, tôi... Những lời tôi vừa nói anh đều nghe thấy hết rồi à? Nếu cô không tán thành với cách làm việc của tôi như vậy, cô hoàn toàn có thể báo cáo với phòng nhân sự. Chỉ cần cô muốn thì cả công ty này sẽ là của cô. Cô muốn đi đâu cũng được, không cần thiết phải làm ra vẻ đam mê công việc giống như tôi đâu. Tôi đam mê công việc thật, không phải ra vẻ đâu. Nhưng không phải tất cả mọi người đều phải giống anh, dành toàn bộ 24 tiếng trong ngày trong công việc. Tôi cố gắng làm việc là để được tận hưởng cuộc sống tốt hơn. Không dốc hết sức làm việc thì sao có thể tận hưởng các thú vui khác trong cuộc sống được? Sự nghiệp trái cây có một lãnh đạo như anh tất nhiên là rất tốt. Nhưng còn gia đình anh thì sao? Vợ con anh được tính là gì? Đừng hơi tí là nói đến chuyện anh đam mê công việc được không? Ngày nào anh cũng ở lì trong công ty là vì thích tốc độ wifi của công ty à? Chẳng phải vì về nhà thấy vợ ồn ào con phiền phức sao? Đừng hơi tí là lại thốt ra câu nghĩ cho đại cuộc. Bố tôi lúc trước cũng nói với mẹ tôi như thế đấy, nói rất nhiều lần. Tôi có nói với cô thì cô cũng không hiểu. Sao tôi lại không hiểu? Anh là sếp của tôi. Tôi rất tôn trọng tinh thần yêu nghề của anh. Nhưng tôi từ chối yêu nghề như anh. Gì mà tinh thần trách nhiệm, yêu nghề. Anh chẳng qua là làm việc đến mức nghiện luôn rồi. Có khác gì với chơi game đâu. Đã nghiện thì đều là bệnh. Có bệnh thì phải chữa. Chí hướng trong sự nghiệp của đàn ông làm sao có thể so sánh với nghiện chơi game được. Anh đừng hơi tí là nhắc đến hai chữ đàn ông được không? Như thế là gia trưởng. Anh không chỉ là đàn ông, anh còn là một người bố. Trước đây tôi đã từng nói với anh rồi, nếu anh không muốn con anh sau này cũng giống tôi thì phiền anh, nhân lúc còn sớm, đừng làm một người bố giống như bố tôi. Anh nghe thấy chưa? Anh đã sửa chưa? Cái tôi của anh lớn lắm. Anh vẫn nghĩ gì làm đấy, cả ngày cắm mặt ở văn phòng. Bản năng của người bố cũng không ngăn được anh. Đó không phải nghiện thì là gì? Thật đấy. Cũng chỉ có chị Tiểu Bạch mới như một người ngốc bất chấp tất cả sinh con với anh thôi. Chị ấy mà không ly hôn với anh thì tôi còn lo tương lai chị ấy sẽ giống như mẹ tôi đấy. Xin lỗi. Một câu nói mà nhắc đến chuyện buồn của cả hai chúng ta rồi. Nhưng anh đừng vì tôi khác anh mà phủ nhận niềm đam mê công việc của tôi. Thời gian làm bóng dáng em phai nhạt, có lẽ sẽ là cả cuộc đời. Em nói anh như một kẻ mất trí, không hiểu gì về tình yêu. Chị đã nghĩ kỹ chưa? Chúng mình nói chuyện đi. Sao anh lại chọn ở đây? Em không thích à? Không phải.
Bít tết nhé. Được. Em ăn chín như thế nào? Chín kỹ. Chín kỹ. Cảm ơn cô. Xin vui lòng chờ một phút. Tiểu Bạch, anh đã nghĩ ra một kế hoạch tốt cho cả chúng ta và quả quả. Đúng lúc em cũng có chuyện cần nói với anh. Anh nói trước đi. Anh hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đến Hồ Nam. Chúng ta. Anh thấy đây là cơ hội và tương lai tốt cho chúng ta và quả quả. Tiểu Bạch, anh thật sự không muốn mất em. Anh không thể không có em. Ở Hồ Nam anh đã chọn được một căn biệt thự có vườn hoa rồi. Quả quả sẽ được học trường mẫu giáo tốt nhất. Đương nhiên, nếu em vẫn muốn ở lại Phong Thịnh thì anh sẽ ủng hộ em. Nhưng khi anh nghỉ phép, anh sẽ chạy qua chạy lại cả hai bên. Hoặc là khi em rảnh, em có thể đưa quả quả đến thăm anh. Em muốn làm việc hay không đều tùy em. Bây giờ anh chỉ hy vọng có thể làm hết sức mình để mang niềm vui đến cho em. Đây chính là cách anh nghĩ ra. Hồ Nam và Thâm Quyến rất gần nhau. Nếu em cần, anh có thể tới bên cạnh em ngay. Vất vả chỉ là tạm thời thôi. Cuộc sống dần dần sẽ tốt lên. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua được. Cùng nhau vượt qua thời gian này. Nhất Hạc, anh nghĩ rằng làm như vậy thì vấn đề của chúng ta sẽ giải quyết được sao? Anh tin là chỉ cần cả nhà chúng ta ở bên nhau thì dù gặp vấn đề gì cũng đều giải quyết được. Với tình hình bây giờ của anh có thể nghỉ mấy ngày? Mỗi tuần một ngày hay là mỗi tháng hay mỗi quý một ngày? Nếu em cùng anh đến Hồ Nam hoặc là anh tranh thủ ngày nghỉ chạy qua chạy lại hai bên thì quả quả và gia đình anh có thể lo được bao nhiêu? Như thế thì có khác gì so với trước đây? Tất nhiên là có khác rồi. Chính vì anh biết anh đã khác với trước đây nên anh mới đưa ra đề nghị em cùng anh tới Hồ Nam. Sau này toàn bộ thời gian anh có thể sắp xếp được, anh đều dành riêng để ở bên em và quả quả. Nhưng anh vẫn ưu tiên việc từ bỏ sự nghiệp của em. Nếu là như vậy thì em vẫn không đồng ý được. Mong anh từ bỏ đi. Chẳng lẽ em không còn một chút lưu luyến nào với anh sao? Mẫu thân đại nhân. Mẹ à, sao thế ạ? Tiểu Bạch, quả quả biết nói rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ bảo quả quả nói lại lần nữa đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Quả quả. Bố ơi. Mẹ ơi. Con nói bố ơi. Bố. Mẹ ơi. Sao vẫn là mẹ ơi thế? Mẹ ơi, mẹ đây, quả quả. Con gọi bố đi. Mẹ ơi. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Quả quả biết gọi mẹ rồi. Tiểu Bạch, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ em, cũng sẽ không từ bỏ gia đình chúng mình. Là một người mẹ, nuôi một sinh mệnh nhỏ lớn lên, khiến nó trở thành một người khiến em cảm thấy tự hào. Cảm giác thành công này anh tin rằng bất cứ chuyện gì cũng không thể sánh bằng. Em đi cùng anh đến Hồ Nam với anh. Anh đảm bảo anh tuyệt đối sẽ không để em phải chịu bất cứ áp lực cuộc sống nào nữa. Tin anh đi. Nhất Hạc, anh đi Hồ Nam đi. Anh đi. Em đã từng rất yêu anh. Nhưng em càng mong chúng ta có thể tự sống cuộc sống riêng thật tốt. Bây giờ chúng ta đều có cả con và sự nghiệp rồi. Nếu chúng ta tạm thời không thể cân bằng được hai chuyện này thì tốt nhất anh cứ yên tâm đến Hồ Nam đi. Đợi khi 3 năm, 5 năm sau như anh nói, anh có thể tự do về mặt tài chính, có đủ thời gian dành cho bản thân, thì chúng ta sẽ lại bàn bạc xem nên cùng nhau nuôi con thế nào. Như thế thì trong vòng 3 năm đến 5 năm này, anh phải cách xa em và quả quả. Đây chắc chắn không phải phương án giải quyết tốt nhất.
Nhất Hạc, điện thoại của anh có một cuộc gọi nhỡ, là của em gọi cho anh vào một hôm lúc em tỉnh lại sau khi ngất đi. Em bị ngất ư? Sao em lại bị ngất? Không sao, chỉ là huyết áp thấp thôi, bây giờ đã không sao rồi. Anh nhớ rồi, lúc đó anh không cầm điện thoại. Lúc đó đang tham gia hội thảo, thật sự rất bận. Đúng, anh luôn luôn bận. Bận làm việc, bận thăng chức, hoặc là giống như anh nói, anh bận vì gia đình này. Đây chỉ là một cuộc điện thoại, có thể là anh không nhìn thấy, hoặc anh nhìn thấy rồi và nghĩ là Tiểu Bạch thì có thể có chuyện gì chứ, lát nữa tính sau, rồi cứ thế bỏ qua nó. Anh muốn nói là anh chỉ để lỡ một cuộc điện thoại thôi mà. Sao em nói nghiêm trọng thế? Có phải em vẫn không tin rằng mọi sự cố gắng của anh đều là vì em, vì gia đình này? Em tin. Nhưng Nhất Hạc à, bây giờ anh chỉ bỏ lỡ một cuộc điện thoại, em cũng có thể hiểu được. Nhưng nếu như em vì anh, vì quả quả mà về nhà, trở thành một người mà em không muốn trở thành, tới lúc đó thì anh sẽ là người duy nhất để em gửi gắm những mong đợi về cả vật chất lẫn tinh thần. Anh thấy anh có gánh nổi không? Tiểu Bạch, khi em cần thì anh không ở bên cạnh em. Trong mấy năm ở bên nhau, anh đã dạy em cách độc lập. Nói như vậy nghĩa là cuộc đời của em đã hoàn toàn không cần tới anh nữa à? Dù có cần đến mấy thì cũng không thể bù đắp được cho mỗi lần duy nhất. Em đã không còn là cô bé không hiểu sự đời rồi. Em sẽ không còn vì hoa tươi, quà cáp, hoặc là những lời tỏ tình lãng mạn mà phó thác cuộc đời mình cho một lời hứa chẳng thể nào thực hiện được. Nếu bây giờ trong lòng em, anh đã không còn bất cứ vị trí nào nữa, thì anh ép em ở lại còn có ý nghĩa gì? Yên tâm đi, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Cảm ơn anh. Tình yêu của anh, em có chấp nhận không? Những giọt nước mắt đáng ghét lại sắp tuôn rơi, nhưng anh vẫn cứ yêu em, không màng thất bại. Tình yêu của chúng ta hoàn toàn có hy vọng. Tình yêu của anh, em có chấp nhận không? Này, tôi thấy lạ lắm nhé. Cô có nhiều sự lựa chọn như thế mà lại đi chọn Mei Tê. Sao cô lại nhất định phải điều cô ta? Nhóm hai của các cô có nhiều nữ quá rồi, sau này dễ sinh chuyện lắm đấy. Mỗi người đều có phong cách quản lý riêng của mình. Tôi lại thấy quân đoàn nữ rất thích hợp với tôi. Nể mặt cô là một công thần, không chỉ hoàn thành việc tái cấp vốn của sự nghiệp trái cây, mà trong dự án tùy nguyên còn giúp công ty tránh khỏi tổn thất trầm trọng. Dù cô có đòi tôi cái văn phòng này thì tôi cũng cho cô luôn. Vậy thì cảm ơn sếp thôi. Đề xuất điều chuyển nhân viên nội bộ. Sao? Cô thật sự muốn cái văn phòng này của tôi à? Tôi đâu dám. Nhưng mà tôi thật sự muốn xin anh một chỗ. Chính là phòng cho mẹ và bé mà trước đây tôi có nói. Thứ nhất là sẽ tiện cho nhân viên nữ có thể tranh thủ chăm sóc con và thời gian nghỉ ngơi giữa giờ làm. Thứ hai là có lợi cho chính sách nhân văn của công ty, có thể nâng cao mức độ trung thành của nhân viên nữ với công ty và cả sự nhiệt tình trong công việc nữa. Chắc chắn là lợi cả đôi đường. Ý tưởng thì cũng hay đấy. Để tôi suy nghĩ thêm đã. Cô cứ về trước đi.
Chị không tới buổi tiệc chúc mừng của sự nghiệp trái cây thật à? Chị vẫn còn một đống việc. Tiệc chúc mừng là tổ chức cho người ngoài xem, chị không quan tâm. Đúng rồi. Em tìm giúp chị bản nghiên cứu về công ty giải trí thất lực mà chị đã làm trước đây. Vẫn phải làm thêm dự án mới. Chị đừng đánh trống lảng với em nữa. Chị với quản nhất hạt, cứ thế à? Không cắt đứt, cũng không liên lạc. Còn có thể thế nào chứ? Anh ấy từ đầu đến cuối đều không biết vấn đề nằm ở đâu. Cứ như vậy đi. Nhưng chuyện này chị không nói cho anh ấy biết thì cũng không phù hợp lắm. Đợi con lớn hơn chút nữa đã. Nhưng nếu như đến lúc đó anh ấy có gia đình mới thì không cần thiết phải cho anh ấy biết. Được rồi, em cũng bái phục chị đấy. Kệ chị vậy. Vào đi. Xếp quản, tôi lấy quần áo về cho anh rồi đây. Cảm ơn. Đây là tiền thừa và hóa đơn. Phải rồi, sáng mai tôi xuất phát thẳng từ công ty. Vâng, nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Anh quyết định sẽ sống với em cả đời này. Em đồng ý lấy anh chứ? Tiệc chúc mừng. Cảm ơn các anh. Cảm ơn. Vâng vâng. Cảm ơn. Đúng vậy. Cảm ơn. Mong các vị quan tâm nhiều hơn. Nhất Hạc, sếp Triệu, Tiểu Bạch đâu? Buổi gặp mặt quan trọng thế này, sao cô ấy lại không đến? Tôi cũng không biết. Có phải cô ấy lại giận dỗi cậu rồi không? Không ạ. Có thể bây giờ làm quản lý cấp cao rồi nên nhiều việc quá thôi. Kim Tử, bố, con gọi điện cho Tiểu Bạch đi. Chị Tiểu Bạch chưa đến sao? Ai biết được cô ấy và quản nhất Hạc xảy ra chuyện gì rồi. Buổi gặp mặt quan trọng như hôm nay cô ấy phải đến. Bố còn chuẩn bị quà để tặng cho Phong Thịnh trước mặt quan khách. Cô ấy là người quản lý dự án này, cô ấy không đến làm sao được chứ. Con biết rồi, con gọi điện cho chị ấy, bố yên tâm đi. Anh ở đây nói chuyện với bố một lát nhé. Alo. Chị Tiểu Bạch à? Chị Tiểu Bạch, tiệc tối bắt đầu rồi, sao chị chưa đến? Chị ốm à? Thật tiếc quá, bố em còn chuẩn bị riêng quà cho chị nữa. Chủ yếu là hôm nay ông chủ của ngân hàng Tinh Kỳ cũng đến và rất hứng thú với sự nghiệp trái cây của chúng ta. Bố em còn sắp xếp tiết mục riêng trong bữa tiệc tối để cảm ơn chị nữa đấy. Chị Tiểu Bạch, chị coi như giúp em một việc đi. Nếu không, em không biết phải ăn nói thế nào với bố em nữa. Được không? Vâng, vậy em chờ chị nhé. Tạm biệt chị.
Chờ chút nhé. Chị Tiểu Bạch, Kim Tử, cuối cùng chị cũng đến rồi. Sếp Triệu đâu? Bố em vừa rồi vẫn còn ở đây mà. Chị chờ một lát em đi tìm ông ấy. Được, chờ em nhé. Đúng vậy, được. Hợp tác vui vẻ. Cuối cùng thì cũng đến rồi này. Lúc nãy em khuyên thế nào chị cũng nói là không đến. Nghĩ thông suốt rồi à? Lúc nào thì cho anh ấy biết. Chị đến để tìm sếp Triệu. Chị chú ý nhé, hôm nay tuyệt đối đừng uống rượu. Ừ. Tiểu Bạch, chỗ này dành cho hai người đấy. Em ra ngoài hít thở không khí trong lành đây. Cuối cùng thì em cũng đến rồi. Sếp Quản, chúc mừng nhé. Cảm ơn em. Sự nghiệp trái cây kể từ khi lên sàn chứng khoán cho đến nay kêu gọi vốn thành công, nếu không có sự hy sinh của em thì cũng không hoàn thành được. Anh cũng chúc mừng em. Em đã hoàn thành một cách thuận lợi dự án đầu tiên sau khi trở thành quản lý cấp cao. Vậy em chúc sự nghiệp trái cây làm ăn phát đạt, ngày càng phát triển. Cảm ơn em. Em đi tìm sếp Triệu đây. Tiểu Bạch. Sếp Triệu, cuối cùng cô cũng đến rồi. Hôm nay là ngày quan trọng nhất của sự nghiệp trái cây chúng ta. Cô và giám đốc Quản là đại công thần của sự nghiệp trái cây. Thế này được không? Hai người nhảy mở màn đi. Thế nào? Chúc mừng một chút nhé. Được đấy. Sếp Triệu, bộ quần áo này của tôi hôm nay không phù hợp lắm thì phải. Đẹp lắm. Không đâu, chị Tiểu Bạch, bộ này của chị rất đẹp. Nhảy một điệu đi. Sếp Quản, hai người không nhảy thì mọi người đều không dám nhảy đâu. Khoảng thời gian này em phải chịu vất vả rồi. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì thì vợ nhất định là người quan trọng nhất 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 trong cuộc đời của anh. Hình như trước giờ chúng ta chưa từng khiêu vũ. Đúng vậy. Hình như từ giây phút chúng ta quyết định ở bên nhau thì đã có rất nhiều chuyện bất ngờ kéo đến, khiến thế giới của chúng ta trở nên chật ních. Không có một chút thời gian nào cho phép chúng ta dừng lại. Em nói trước đi. Chúc anh đi Hồ Nam mọi việc đều thuận lợi. Em cũng vậy. Huh?
Tiểu Bạch, em không sao chứ? Sức quản, tôi lau giúp anh. Không cần đâu, tôi tự lau được. Không sao, cảm ơn cô. Không cần đâu, để tự tôi. Tiểu Bạch, con thích cam tươi, con yêu sự nghiệp trái cây, con yêu bố, con yêu mẹ, chúng tôi yêu sự nghiệp trái cây. Alo, là bác sĩ Trần ạ? Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi hẹn chị ngày mai được không? Em đang ở đâu? Thế giới điện ảnh quốc tế thương mại Bách Sự, thế giới điện ảnh 4D, tầng 4 khu D, trung tâm thương mại thế giới. Được rồi, Tiểu Bạch, mẹ hiểu rồi. Con cứ ở gần bệnh viện đi. Quả quả ngủ say rồi. Quả quả cứ giao cho mẹ, con yên tâm đi. Tiểu Bạch, con không cần mẹ đi cùng thật à? Vậy con phải chú ý chăm sóc bản thân đấy. Có chuyện gì thì nhất định phải gọi ngay cho mẹ đấy nhá. Được rồi, được, được. Ai đấy? Nhất Hạc à? Mẹ, muộn thế này rồi có chuyện gì không? Tiểu Bạch chưa về ạ? Hôm nay cô ấy không được khỏe, con đến xem cô ấy đã đỡ hơn chưa? Tiểu Bạch không khỏe à? Nó sao vậy? Mẹ đừng lo, có thể cô ấy bị lạnh bụng. Hôm nay tổ chức tiệc mừng, cô ấy đã bị nôn. Thế à? Nhất Hạc, con về trước đi. Tối nay Tiểu Bạch không về đâu. Tối nay cô ấy không về ạ? Phải, con bé gọi điện nói tối nay làm thêm. Cô ấy không khỏe mà còn làm thêm nữa. Tất cả đồng nghiệp của cô ấy đều đang ăn mừng. Một mình cô ấy làm thêm gì chứ? Mẹ cũng không biết nữa. Có lẽ là cơ quan có việc. Quả quả đã ngủ rồi, mẹ cũng mệt rồi. Con về sớm đi. Mẹ, mẹ nói thật với con đi. Có phải bây giờ bên cạnh Tiểu Bạch đã có người khác không? Nhất Hạc, con nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ con bé làm gì có tâm tư đó? Con nghĩ nhiều quá rồi. Vậy sao? Nhất Hạc, chuyện của hai đứa, thực ra người khác rất khó tham gia vào. Con xem lần trước mẹ và mẹ con sắp xếp cho hai đứa đi Tam Á, mà cuối cùng ầm ĩ không vui. Mẹ nghĩ hay là con đi nói chuyện với Tiểu Bạch xem. Vậy tối mai con đến đón quả quả. Được, được. Con đi đường đừng nghĩ ngợi lung tung, lái xe cẩn thận nhé. Vâng, con hiểu rồi. Nhất Hạc, con phải nhớ, lần trước Tiểu Bạch mang thai quả quả ốm nghén rất nhiều, đến bây giờ vẫn phải chú ý bồi bổ. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ dành thời gian chăm sóc quả quả, mẹ đừng lo. Con còn nhớ bệnh viện mà lần trước Tiểu Bạch đi khám thai ở đâu không? Con nhớ ạ. Nhớ thì tốt rồi.
Con mau về đi. Mẹ, vậy con đi đây. Khoa khám bệnh. Kim Tử, sếp quản, sao thế? Anh có chỉ thị gì à? Sau này khi tôi không ở đây, cô cứ báo cáo trực tiếp với sếp Trần là được. Đừng nhìn nữa, đi rồi. Người ta về Phong Thịnh rồi, không còn ngồi ở vị trí đó nữa. Anh sao thế? Định dọn đến Hồ Nam thật à? Phải. Đàn ông các anh hay thật. Ly hôn xong rồi chẳng bỏ lỡ thứ gì. Phóng khoáng vẫn cứ phóng khoáng. Còn được một đứa con trai. Nếu nhẹ nhàng như cô nói thì tốt rồi. Các anh làm đàn ông đã tốt hơn phụ nữ chúng tôi rồi. Ít nhất anh không cần phải trải qua cảm giác mang thai gần 10 tháng trời. Nếu còn thêm khó sinh, đẻ mổ, thì chiếc bụng xinh đẹp trắng trẻo thời thanh xuân sẽ phải chịu một vết sẹo lớn. Cảm giác mang thai gần 10 tháng. Con phải nhớ lần trước Tiểu Bạch mang thai Quả Quả ốm nghén rất nhiều. Khi mẹ tôi mang thai tôi, 3 tháng đầu uống nước cũng nôn ra. Lẽ nào là... Mẹ, mẹ nói thật với con đi. Có phải Tiểu Bạch có thai rồi không? Nhất Hạc, con đừng trách Tiểu Bạch. Nếu không vì mẹ ép nó phải mạnh mẽ thì hai đứa các con đã không đi đến bước đường ngày hôm nay. Tiểu Bạch là đứa con gái ngoan và hiểu chuyện. Nó không muốn mang đến bất cứ gánh nặng gì cho ai. Nhưng con không biết, áp lực của nó hiện giờ nhiều hơn ngày trước rất nhiều. Mẹ thật sự không muốn dương mắt nhìn con bé tự làm bản thân mệt mỏi như bây giờ. Nhất Hạc, nếu con vẫn thật lòng yêu thương Tiểu Bạch, thì mẹ hy vọng con có thể nghĩ cho Tiểu Bạch. Được không? Thang máy dành cho khách dừng ở mỗi tầng. Anh là ai? Em là ai? Anh yêu ai? Mỗi người đều say mê cảm giác khác nhau, nhưng đều là ảo giác thiếu vắng tình yêu. Nhắm đôi mắt lại, đã nói nước mắt không rơi, nhưng anh vẫn lựa chọn yêu hết lòng. Tiểu Bạch! Không được vào. Em không được như thế. Đây là con của chúng ta. Nó sẽ đáng yêu như Quả Quả, sẽ gọi chúng ta là bố mẹ như Quả Quả. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tại sao lại không thể bắt đầu lại từ đầu? Tại sao không thể cùng nhau nuôi con và bước tiếp? Tại sao chứ? Anh tự tin chăm sóc được hai đứa trẻ đến như vậy sao? Tất nhiên rồi. Anh đang rất nỗ lực. Lần này anh quan tâm hơn lần trước với Quả Quả đấy. Vậy em sẽ giữ con lại đúng không? Chúng ta quay lại với nhau đi. Lần này anh sẽ không để em chịu ấm ức nữa. Chúng ta đi thôi. Đất Hạc, em có dự án mới tuần sau phải đến Thượng Hải. Có thể phải ở đó nửa năm hoặc một năm. Vậy con thì làm thế nào? Thế nên em lựa chọn công việc. Không cần đứa con này nữa à? Em không làm được. Lần trước đi kiểm tra, bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh, các chỉ số đều rất tốt. Em quả thực không nỡ. Vậy em còn đi công tác lâu như vậy?
Thế này đi, em tiếp tục ở lại Thâm Quyến. Chúng ta cùng chăm con. Với năng lực của anh, chắc chắn có thể mang đến hạnh phúc cho em và con. Đức Hạ, tuy rằng anh là bố của đứa bé, nhưng em từng nói phải tách ra rồi. Em vốn định khám xong sẽ hẹn anh bàn về chuyện này. Nếu anh muốn, thì chúng ta có thể thay phiên nhau chăm sóc con, cùng yêu thương con. Nếu anh không muốn, em cũng sẽ cố gắng hết sức để con được hạnh phúc. Chỉ là nhìn thấy anh trai có bố còn nó không có, trong lòng con khó tránh khỏi cảm giác mất mát thất vọng. Thế nên vì nghĩ cho con, em e rằng cần bàn lại với anh về việc nuôi dưỡng Quả Quả. Tại sao? Chúng ta đã có hai đứa con rồi. Tại sao em vẫn không muốn quay về bên anh? Bởi vì em đã chịu đủ cuộc hôn nhân thiếu vắng một bên rồi. Là một người mẹ, trước mỗi tiếng khóc của con, em không thể đáp lại. Nhưng anh thì có thể yên tâm trốn vào văn phòng. Anh sai rồi. Tiểu Bạch, anh sai thật rồi. Anh hứa với em, sau này anh nhất định sẽ về nhà nhiều hơn, ít đi công tác. Anh sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh ở bên con và em. Em nói điều này không phải vì muốn trách anh, càng không phải muốn ép anh đồng ý với điều kiện của em. Em chỉ muốn nói với anh rằng, trong chuyện hôn nhân, em có quá nhiều điều không chắc chắn. Điều mà em không chắc chắn là về anh hay về chúng ta. Cuộc hôn nhân của chúng ta rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu? Em đã nghĩ rất nhiều. Không phải em xem thường những người mẹ nội trợ. Em chỉ không thể thích ứng được, cũng không có cách nào tìm thấy niềm vui và cảm giác thành công của bản thân từ vai trò này. Hôn nhân nên là điều giúp cả hai người trở nên tốt hơn, càng yêu cuộc sống hơn. Tại sao lại cứ phải dùng sự hy sinh của một người để tác thành cho sự trốn chạy của người còn lại? Những điều em vừa nói, trước giờ anh chưa từng suy nghĩ sâu xa. Có thể vì mọi người đều sống như vậy, nên tự nhiên anh cũng như vậy. Thế nên em không trách anh. Thế giới chúng ta đang sống chính là như vậy. Xem sự nghiệp có thành công hay không để đo lường giá trị cao thấp của người đàn ông. Lấy thành tựu của chồng và con để nhận định giá trị của một người phụ nữ. Đáng tiếc là em không muốn như vậy. Ngày trước, em chỉ sống và làm việc theo tuần tự. Trước giờ, chưa từng nghĩ xem bản thân muốn gì. Sự kỳ vọng của người nhà và lãnh đạo chính là kim chỉ nam của em. Giờ thì em hiểu rồi. Em cần đối diện với chính mình một cách chân thực nhất. Vì thế sau này, cho dù sống một mình hay là hai người, em sẽ đều không sống trong sự sắp đặt của người khác nữa. Anh hiểu rồi. Anh như vậy là đồng ý rồi phải không? Nhưng anh có một yêu cầu. Được, anh nói đi. Cho anh thời gian một năm. Hiện giờ anh không có cơ sở gì để hứa hẹn về hạnh phúc mà em muốn có. Nhưng anh sẽ dùng thời gian một năm này để xây dựng lại niềm tin của em dành cho anh. Coi như là
Em cho anh thời gian thử việc đi. Cho anh thời gian thử việc. Đúng vậy. Nếu trong thời gian thử việc này anh vẫn không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người bố, thì khi hết thời gian thử việc, anh sẽ tự động rút lui, tuyệt đối không níu kéo. Nhưng nếu trong vòng một năm này anh có thể khiến em đủ hạnh phúc, thì em phải đồng ý với anh, chúng ta sẽ quay về bên nhau. Còn nữa, trong thời gian thử việc này, em không được có tình yêu mới. Còn anh thì sao? Anh không được người khác yêu thích giống như em. Suốt cuộc đời này, anh sẽ không yêu một ai khác nữa. Đây là em đồng ý. Đây là hồ sơ theo dõi thai kỳ của em, các loại giấy khám của em và cả giấy khám, giấy tiêm chủng của quả quả. Hồ sơ, sổ tay đều ở trong đó. Sau này em sẽ đồng bộ một lịch trình qua email với anh. Anh cài đặt trên điện thoại đi. Vậy là em xử lý anh giống như xử lý công việc rồi à? Hợp đồng sẽ được gửi đến sau. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Alo. Anh gửi trực tiếp cho Maggie đi. Cô ấy có toàn quyền thay tôi. Vào đi. Sếp Diệp, đây là tài liệu sếp tổng thôi, bảo tôi mang đến cho chị. Cứ để đó đi. Vâng. Cậu đến phòng hành chính bên cạnh in giúp tôi một bộ tài liệu về phòng cho mẹ và bé. Tôi đã nói với họ rồi. Vâng, tôi sẽ đi làm luôn. Có phải tất cả quản lý có phòng làm việc riêng đều giống như chị hiên ngang, kiêu ngạo sử dụng những nhân viên thử việc này không? Họ giúp chị tiết kiệm thời gian chính là cống hiến lớn nhất cho công ty rồi. Em nghe nói buổi sáng, quản Nhất Hạc đưa chị đến à? Có tiến triển mới rồi. Chẳng có gì cả. Anh ấy chỉ cùng chị đi khám một chút thôi. Anh ấy biết chị có thai rồi à? Vậy tình hình của hai người bây giờ thế nào? Duy trì như cũ, chẳng có tiến triển gì. Có điều, lần này chị là bên A. Nếu không đủ camera thì cứ thêm vài cái nữa. Này, cậu xuống làm gì vậy? Cháu xuống lấy máy khoan. Cô à, còn phải lắp ở đâu nữa? Phòng kia nữa. Được ạ, đợi đã, tôi đưa cậu vào. Vâng. Yêu cầu của tôi thực ra rất đơn giản, nhất định phải đảm bảo được việc bao quát toàn bộ ngôi nhà, không có góc chết. Mẹ nói này, cái thằng tiểu tổ tông kia, con đang làm gì vậy? Để lắp những thứ này, mẹ còn phải nhờ một cô đến giúp chúng ta trông quả quả nữa đấy. Con nói xem làm gì có ai lại lắp camera giám sát ở nhà của mình. Con giao cháu cho mẹ mà còn không yên tâm à? Mẹ, sau này con sẽ thường xuyên phải đến Hồ Nam. Con buộc phải nắm được tình hình của con trai con mọi lúc mọi nơi. Mẹ nói xem, nếu con trở thành ông bố mà đến con mình mấy tuổi rồi còn không biết, thì có phải là rất vô trách nhiệm không? Con nói không sai. Chỉ là mẹ thương con thôi mà. Chạy đi chạy lại như vậy mệt lắm. Con lo được không? Trên đời này, không phải chỉ có riêng con vừa làm bố vừa làm việc. Tiểu Bạch giờ đang mang thai rồi, càng vất vả hơn. Chúng ta làm được bao nhiêu thì cố gắng hết sức vậy. Dù sao cũng là vì hai đứa trẻ. Nhất Hạc, lần này nếu sinh một bé gái thì tốt quá phải không? Một trai một gái đủ một cặp, đúng là hoàn hảo. Thế nào cũng được ạ. Dù con trai hay con gái đều tốt, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Phải rồi, mấy giờ mẹ đến bệnh viện? 3 giờ. Mẹ đưa quả quả đi cùng. Cũng chỉ một lát là về, chỉ đi lấy một ít thuốc thôi.
Được ạ. Lúc đó con bảo thư ký đi đón quả quả đến đây. Được rồi. Con không nói chuyện với mẹ được nữa. Thế nhé mẹ. Thông báo hàng ngày. Nhắc vợ ăn uống. Alo. Sếp Triệu. Vâng. Ngày mùng 3 tôi sẽ đến Hồ Nam. Gần đây tình hình có chút thay đổi. Tiểu Bạch lại mang thai rồi. Không sao. Tôi cũng quen với việc thường xuyên đi công tác rồi. Là chuyện tốt mà. Cảm ơn ông. Sếp thôi, tôi có thai rồi. Nếu không có gì thay đổi thì 9 tháng nữa tôi sẽ nghỉ. Vậy chúc mừng cô nhé. Lần này tôi thông báo trước cho anh rồi nhé. Đơn xin nghỉ. Cô đến để nói chuyện này với tôi à? Về chuyện phòng mẹ và bé mà trước đây tôi từng nói với anh. Tôi đã làm một bản kế hoạch hợp tác với một công ty đồ dùng mẹ và bé cùng mở một phòng trẻ ở Phong Thịnh. Xin anh xem xét phê chuẩn dự toán. Công ty đầu tư Phong Thịnh đề xuất thành lập phòng mẹ và bé ở Phong Thịnh. An cư lạc nghiệp. Căn hộ từ 70m² trở lên, hai mặt nam, năm bắc thoáng gió. Lưu Hạ, nhanh lên. Nhớ anh không? Không nhớ anh à? Nhớ, em nhớ chứ. Em căng thẳng quá, lo lắng quá. Căng thẳng gì chứ? Em còn có anh đi cùng mà. Không phải, em chưa từng trông trẻ con. Sao anh họ anh lại giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho em chứ? Sao anh ấy lại có thể yên tâm được? Em vẫn còn là một đứa trẻ đấy. Nếu thằng bé khóc thì làm sao? Đói thì làm sao? Đi vệ sinh thì phải làm sao? Chỉ bảo em đón thằng bé từ chỗ bác anh đến công ty giao cho anh ấy thôi mà, có gì khó đâu. Đó là quả bom nổ chậm đấy. Có thể hại em ngay. Từng giây từng phút đều có thể hại em. Mà anh họ anh biết tính toán thật đấy. Tái hợp rồi, chị dâu không phục vụ cho anh ấy nữa, mà lại để em thay thế. Thế không được. Con của chúng ta cũng phải có người chăm. Ở đâu ra con của chúng ta vậy? Nghĩ xa quá. Sao anh không tính luôn kế hoạch nghỉ dưỡng lão của anh sau này luôn đi? Muốn có đứa con là chuyện rất đơn giản. Hôm nào anh sẽ dạy em. Sao vậy? Anh có ý gì thế? Lưu Hạ, anh học thói xấu rồi đấy. Có con là chuyện có thể tùy tiện được sao? Chúng ta sẽ còn ở bên nhau cả đời. Muốn có con là chuyện rất bình thường. Nghĩ gì thế không biết. Cứ mơ đi nhé. Em không kết hôn với anh đâu. Ai làm vợ anh chứ? Sao vậy? Nào, lại đây. Nắm tay thôi, không cho anh nắm. Chỉ nắm tay thôi mà. Có gì đó lạ lắm. Sao tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc? Thế à, tôi cũng nghe thấy. Không phải có ai mang con đến chứ? Bận thế ai mà trông trẻ con được. Này, anh có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không? Tôi không nghe thấy, chắc không phải chứ. Tôi cũng không nghe thấy. Làm gì có chuyện đó. Xin lỗi nhé, hôm nay có chút việc đột xuất. Hôm nay tôi phải trông con. Vậy sếp quản, tôi có một việc rất quan trọng cần xin chỉ thị của anh. Nói đi. Con trai anh đi vệ sinh ra bỉm rồi, rất thối mà chưa được thay rửa. Giải tán. Ngoan nào, không khóc nhé. Có phải có loại giấy ướt cho trẻ con không? Không có à? Đây là con của anh, là sao tôi biết được? Vậy còn bỉm thì sao? Tôi không biết, mẹ anh không nói gì với tôi. Sao cái gì cô cũng không biết thế? Này, anh làm bố mà anh còn không biết gì đấy? Vì đây là lần đầu tiên tôi làm bố, tất nhiên là không biết rồi. Sếp quản, tôi phải nói rõ với anh chuyện này. Tôi đón con giúp anh hoàn toàn là xuất phát từ tình nghĩa anh em. Tôi đâu có nghĩa vụ đó đâu. Người có nghĩa vụ và năng lực giúp đỡ anh chính là mẹ của đứa bé. Alo, Kim Tử, có chuyện gì thế? Tiểu Bạch, là anh đây. Nhất Hạc. Sao vậy? Là thế này. Anh vừa đón quả quả đến công ty. Con đi vệ sinh ra bỉm.
Vừa rồi, Kim Tử đón con đến. Có mang quần áo và bỉm để thay không? Phải rồi. Rửa sạch bằng nước ấm cho con, đừng lau. Dùng giấy mềm thấm khô từng chút một. Nếu Kim Tử có dầu dưỡng da nguồn gốc thực vật thì bôi một chút lên mông quả quả. Nếu không có thì thôi. Anh gói quần áo vào cho con. Ra ngoài mua một bộ mặc ở nhà. Nếu không kịp giặt thì nhất định phải mua đồ dùng trẻ em trắng tinh, không nhuộm màu. Anh hiểu chưa? Giờ em không đi được. Tối em đến đón quả quả. Em nói lại lần nữa được không? À mà, sếp quản, tôi tan ca rồi. Tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Mau đi mua quần áo cho con anh nhé. Cẩn thận nhiễm lạnh đấy. Đúng đúng, đúng. Đi mua quần áo nào. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị? Xin giới thiệu với chị. Anh cần mua gì? Chào chị, tôi muốn mua quần áo trẻ em, loại chuyên dụng, hạng 1, trắng tinh, không nhuộm màu. Sao cháu bé không mặc quần áo gì thế? Nhỡ nhiễm lạnh ốm thì sao? Thật là... Bộ này được này. Nhỏ thế này mặc vừa không? Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi. Bọn trẻ mặc cỡ nào tôi nhìn là biết ngay. Mặc vừa đấy. Đi đi. Được. Cảm ơn chị. Thay đồ nào. Mình đi thay đồ nhé. Đúng rồi, tôi quên mất. Quên thanh toán. Thẻ này không có mật khẩu đâu. Đưa tôi bế bé cho. Đưa tôi bế cho. Ghế sofa bẩn như vậy, bình thường bao nhiêu người ngồi. Anh làm bố rồi mà không để ý. Đứa bé này có phải con anh không đấy? Chắc chắn là con tôi rồi. Tôi chưa bao giờ gặp ai trông con như anh. Nhìn này, thằng bé trên người không có quần áo gì mà anh lại ôm nó ra ngoài. Vừa nãy tè ướt mà tôi quên mang quần áo. Mẹ nó đâu rồi hả? Mẹ nó đâu? Tã bỉm, quần áo bình thường cần thay. Làm gì có người làm bố mẹ nào khi ra ngoài lại quên mang mấy thứ này. Phải rồi, ở đây có bán bỉm không? Tất nhiên là có rồi, tôi lấy cho anh. Cảm ơn chị. Lấy số bao nhiêu? Thôi bỏ đi. Có hỏi anh cũng không biết. Hỏi cũng như không. Thôi, để tôi giúp anh luôn. Anh chị làm cha mẹ mà con lại đến mức này rồi cũng kệ. Sau này đưa con theo phải cẩn thận. Trẻ con không phải nhờ gió thổi mà lớn lên đâu. Cảm ơn chị. Cái anh này làm bố kiểu gì vậy? Chắc chắn là chưa bao giờ nuôi con rồi. Bản thân ăn mặc rõ là đẹp, con thì không được mặc gì. Làm bố kiểu gì không biết, đúng thật là. Con anh ta đáng thương quá, còn chưa chuẩn bị tinh thần làm bố. Phải đấy, đến con mặc quần áo số bao nhiêu cũng không biết. Nhất Hạc, em đến văn phòng anh rồi. Anh và Quả Quả đang ở đâu? Ba. Thẻ tín dụng không mất phí thủ tục. Con ngủ rồi, anh không dám cử động mạnh. Đưa em bé nào. Quả Quả ngủ rồi, sẽ không dễ thức giấc đâu. Nào. Được rồi. Em vừa nghe nói Kim Tử đón con là em đoán được ngay anh quên mang theo túi của Quả Quả.
Hàng ngày em làm sao vượt qua được vậy? Em quên rồi. Quên à? Đúng vậy. Sau đó thì em quen luôn rồi. Lúc sinh con đau thế nào? Lúc nuôi con vất vả như thế nào? Nhìn thấy quả quả cười, nghe con gọi mẹ ơi, thì em quên hết luôn. Trước đây cứ nói hiểu em vất vả gì gì đó, toàn là lời sáo rỗng. Không tự mình trải qua thì sao có thể hiểu được. Anh mới trông quả quả có nửa ngày mà cảm giác như thức cả đêm dài. Nếu không thì làm sao lại có câu nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Làm bố mẹ rồi, cuộc đời cũng như bước lên một bậc thang mới. Chỉ cần thích ứng được thì quá trình không ngừng mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn này thực ra cũng rất tuyệt vời. Tiểu Bạch, sau này em phải dạy anh thật nhiều kiến thức nuôi con nhé. Hôm nay anh bị nhân viên phục vụ giáo huấn đến mức không ngẩng đầu lên được. Sau này anh không thể để bị mất mặt như vậy. Anh về nghỉ sớm đi. Hôm nay em đưa quả quả về. Không được. Giờ trong bụng em còn có một đứa nữa. Sao anh có thể yên tâm để em về một mình được? Anh đưa hai mẹ con về. Người kia là ai vậy? Đây là xe em thuê. Mấy hôm nay em đều nhờ tài xế đưa đón. Như vậy trên đường em có thể ngủ thêm một chút. Vậy thì anh càng cần đưa em về. Đi thôi. Có chút không kiềm chế được tình cảm. Sợ em rời xa anh, lại lo lắng sẽ càng yêu em nhiều hơn. Chỉ có thể tự nhủ với lòng mình, không biết phải định nghĩa thế nào. Phải chăng đây là lúc tình yêu sắp tới? Rung động vì em, tim đập vì em. Ánh mắt em khiến anh bối rối. Anh phải làm thế nào mới có thể bước vào trái tim em? Thế giới của anh chỉ có mình em. Xuân hạ thu đông, dù nóng hay lạnh đều ở bên em. Quả quả, quả quả, bố bế nhá. Lại đây nào. Sếp quản đến rồi, sếp quản đến rồi. Tôi cầm giúp anh nhé, cảm ơn cô. Xin chào. Vỗ tay nào, ông bố bỉm sữa siêu cấp. Tôi mở cửa cho anh. Đáng yêu quá. Alo, Lưu Hạ.
Em giật mình quá. Anh họ anh đúng là thay đổi rồi. Thay đổi cái gì chứ? Anh ấy thông minh thế nào? Nếu anh có đứa con trai bụ bẫm thì anh cũng chỉ cần một ngày là học được. Anh nói với em nhé, nếu anh và em sinh được một đứa con trai thì anh chắc chắn sẽ là một người bố tốt. Anh nói với em rồi đấy, người thông minh thì có gì mà không học được. Không thể ngày nào cũng ra ngoài cho người ta coi như phạm nhân muốn giữ lại chứ, em nói đúng không? Em đừng tắt máy mà, đừng tắt máy. Hôm nay cuối cùng em cũng có thể ra ngoài gặp anh một chút rồi chứ. Alo, alo. Kim Tử ơi là Kim Tử, em nghĩ thế nào, sao anh lại không biết chứ? Nào, lại đây. Quả quả, bà ngoại bế nhé. Được rồi, chúng ta về phòng thôi. Anh uống nước đi. Đúng rồi, anh nói với em trước đã. Bỉm nhãn hiệu này, anh thấy diễn đàn các bà mẹ nói loại mới sẽ tốt hơn một chút. Quả quả dùng thử rồi, cũng thích lắm. Anh mua ở nhà nhiều lắm. Khi nào dùng hết thì bảo anh để anh mang qua. Mấy món đồ chơi này gần đây quả quả rất thích chơi. Khi nào con không ngủ được thì anh lại cho con chơi một lúc. Tự mình cũng dỗ mình ngủ luôn được. Không hổ danh là phó tổng giám đốc công ty trên thị trường chứng khoán, học gì cũng nhanh. Trước đây anh không biết là trong chuyện này lại có nhiều kiến thức đến thế. Đúng rồi, sau này em nhớ khám thai nhất định phải tìm bác sĩ Trần. Ngoài ra, trung tâm chăm sóc thời gian ở cữ anh cũng tìm giúp em rất nhiều nơi. Trong đó có 3 trung tâm được đánh giá tốt nhất. Em xem em thích trung tâm nào, họ yêu cầu hẹn trước nhé. Cảm ơn anh. Em còn chưa kịp học tiết học này. Không sao. Anh thấy trung tâm này là gần Phong Thịnh nhất. Nếu như lúc đó em bận công việc không đi được thì có thể đến chỗ này. Đúng rồi, anh cũng tìm giúp em nhiều trung tâm ở Thượng Hải. Chỉ cần xem lịch trình của em sắp xếp thế nào nữa thôi. Còn nữa, vào thời kỳ dự sinh thì em sẽ đến Thâm Quyến hay Thượng Hải. Em còn chưa rõ lắm. Đi thôi. Nghe anh đi. Em không đi. Xe này không an toàn. Em không đi đâu. Em yêu. Sao em vẫn giận thế? Anh lại nói gì sai à? Anh có sai gì đâu. Anh đúng hết. Anh giỏi lắm. Anh đi cùng em. Em phát hiện bây giờ em càng muốn ở bên anh thì anh lại càng không coi em ra gì. Bây giờ còn tùy tiện đùa giỡn với em nữa. Sao có thể không coi em ra gì chứ? Em chính là đỉnh Everest của đời anh. Anh chỉ biết nói mấy lời ngon ngọt thôi. Dựa vào đâu mà em phải tin anh? Đợi lát nữa tới nơi rồi em sẽ tin ngay. Chúng mình đi bộ đi. Nhìn bầu trời một màu hoàng hôn dần dần hòa tan trước mắt em, thấy hơi nhớ nhà, cũng có chút không muốn từ bỏ. Tình cảm sâu sắc gắn bó hòa quyện, không biết em có đồng ý hay không. Xa cách nhiều năm gặp lại, em vẫn ổn chứ? Thời gian luôn khiến anh nhớ lại những nỗi buồn đã trải qua trước đó. Thật may vẫn có thể gặp lại em, quên mất kết cục, không tới cuối cùng, quyết không từ bỏ. Kết thúc câu chuyện của hai người mang theo cảm giác khác lạ, ai có thể lay chuyển được, đúng không em? Rất bình thường phải không? Anh thấy điều gì em cũng được trải qua rồi.
Thế nên anh chỉ có thể thật lòng dành tặng tất cả những gì anh có thể làm cho em. Anh chọn những món đồ tốt nhất, dầu gội anh cũng mua loại mà em thích nhất. Anh nói những điều này không phải để chứng minh anh đã phải tốn bao nhiêu tiền. Anh chỉ muốn nói rằng anh thật lòng. Anh thật sự rất trân trọng tình cảm của chúng ta. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết em chính là một nửa của anh, là người anh muốn cùng nắm tay trong quãng đời tiếp theo. Hàng ngày cùng em chơi game, cùng em khóc, cùng em cười, cùng em dạo chơi, cùng em quậy phá. Anh muốn sau này luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em một cuộc sống như trước đây. Nếu anh không làm được, thì xin em rộng lòng tha thứ. Triệu Kim Tử, em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý. Kim Tử, em thơm thật. Mùi hương của dầu gội đầu đấy là hương thơm của tình yêu. Anh ngốc quá. Anh đã ghi hình chưa? Anh quên rồi. Không sao. Giây phút này đã mãi mãi khắc ghi trong trí nhớ em rồi. Kim Tử, em đẹp quá. Em dễ giận dỗi nhưng cũng dễ vui vẻ, khiến anh trở tay không kịp. Em chính là viên pha lê sáng lấp lánh trong mắt anh. Vì em, anh lên trời xuống biển. Vì em, anh đồng nàn, ngọt ngào, chân thành. Chỗ này thật tuyệt, con cũng rất thích. Thật sao? Bố không biết là còn có cả kiểu này nữa đấy. Đôi uyên ương không biết đang ở đâu. Đây là hôn lễ kiểu Tây mà. Chỉ giải tiền ra thôi, không có chút sáng tạo nào cả. Đợi khi con kết hôn, bố sẽ thiết kế cho con, đảm bảo đẹp hơn nơi này của họ nhiều. Bố à, Nguyệt Nguyệt, hai đứa tới rồi à? Chị, anh rể, chúng ta tới đủ rồi, cùng vào trong thôi. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, đợi một lát nữa đi. Chúng ta còn đợi ai thế? Đợi ai nữa? Giờ đã sắp đến rồi ạ. Sẽ rất nhanh thôi, đợi một lát. Tới rồi. Lâu rồi không gặp. Anh đừng kéo tôi. Anh muốn xuất hiện thì xuất hiện, muốn biến mất là biến mất. Anh coi Vương Nguyệt Nguyệt tôi là cái gì? Nguyệt Nguyệt, chuyện này bố phải giải thích với con một chút. Trước đây cậu ấy có tới tìm bố, nói rằng thời gian đó cậu ấy biến mất là vì phải phối hợp với công ty và cảnh sát điều tra. Còn bảo bố phải chăm sóc tốt cho tâm trạng của con, trông nom con thật tốt. Tóm lại, bố nói một câu đàn ông nhất là, như cậu ta có ngồi tù thì con không cần đợi cậu ấy nữa. Bố, bố cũng chỉ nói sự thật thôi. Không có nghĩa là bố chấp nhận người này đâu đấy. Nguyệt Nguyệt, tuy rằng Cao Sơn có lỗi lầm, nhưng cũng vì anh ấy bị lừa. Vì thế sếp thôi quyết định chỉ xử phạt nội bộ. Những gì bố nói là thật đấy. Trước đây Cao Sơn cũng đến tìm chị, anh ấy sợ liên lụy tới em. Anh xin lỗi, Nguyệt Nguyệt. Trước đây anh thấy mình không có cách nào mang lại hạnh phúc cho em. Anh không muốn liên lụy đến em. 29 phút trước anh đã chứng minh được bản thân trong sạch. Người anh muốn gặp nhất chính là em. Cao Sơn, những gì anh nói chỉ là biện bạch thôi. Anh biết không? Kim Tử, cô ấy là con nhà giàu, xuất thân trong gia đình tỷ phú. Còn Lưu Hạ thì sao? Chỉ thuộc tầng lớp trung lưu. Nhưng Lưu Hạ vẫn mặc kệ tất cả, hứa hẹn và kết hôn với Kim Tử. Anh không tin tưởng em. Anh không tin em là người có thể cùng anh trải qua tất cả. Mau, đuổi theo đi.
Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt. Sếp Thôi không đuổi việc anh, nhưng anh bị giáng chức rồi. Từ nay về sau, lương thưởng có thể không được nhiều, chức vụ có thể không cao, ở công ty không thể che chở cho em được nữa. Nhưng anh yêu em. Em có đồng ý lấy anh không? Ít tiền thì em nuôi anh. Ở công ty em che chở cho anh. Cao Sơn, em phải kết hôn với anh. Anh yêu em. Nguyệt Nguyệt. Này cậu, bố. Bố còn chưa... Xin lỗi chị Kim Tử, em quên lấy khăn van rồi. Em đi lấy khăn nhé. Được được. Không căng thẳng. Con gái. Bố. Bố. Con căng thẳng quá. Căng thẳng gì chứ? Khách tới hết rồi ạ. Đang lườm lượp kéo đến. Gần đông đủ rồi. Kim Tử, nếu mẹ con còn sống thì không biết sẽ vui như thế nào. Bố. Kim Tử, cậu đứng lại. Bố. À, chú. Hôn lễ còn chưa bắt đầu. Cậu chạy tới phòng cô dâu còn ra thể thống gì? Cháu xin lỗi chú. Giờ cháu đi luôn đây ạ. Cậu quay lại. Sau này, nếu cậu đối xử không tốt với Kim Tử, dù tôi ở đâu cũng có thể đánh gãy chân cậu đấy. Vâng ạ. Còn nữa, Kim Tử từ nhỏ đã thiếu mẹ, bị tôi nuông chiều hư rồi. Nếu nó có lúc nào hành xử vô lý thì cậu phải nhường nó đấy. Chú, những lời chú nói cháu nhớ hết rồi ạ. Còn con nữa, Kim Tử, kết hôn rồi con đã là vợ người ta, không được tùy hứng nữa. Có chuyện gì hai đứa phải bình tĩnh bàn bạc với nhau. Bố, con không nỡ xa bố. Con không lấy chồng nữa. Em không kết hôn nữa. Em đừng mà. Con thấy không, con bé ngốc này. Nào, qua đây. Sau này chỉ cần hai đứa có thời gian thì thường xuyên về nhà ăn cơm với bố là được rồi. Vâng ạ. Bố cứ yên tâm ạ. Lúc đó, tôi buộc phải chấp nhận trở thành người vợ, người mẹ và người quản lý nhóm. Những cuộc đời này, mỗi người tôi đều không gánh vác nổi. Tôi từng thỏa hiệp, cũng từng đấu tranh. Tôi không muốn trở thành người phụ nữ đánh mất chính mình, mà đến chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận nổi. Nhưng đồng thời, tôi cũng vô cùng yêu gia đình mình. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của gia đình, tôi đã tìm thấy lối thoát. Tôi bây giờ cho rằng vận mệnh là một đối thủ lớn mạnh, luôn ra bài theo cách của mình. Nó ra tay, tôi đối phó.
Tôi không muốn thoái thác tương lai mà dùng hết sức mình sống tốt mỗi ngày trong hiện tại. Có một tác giả nữ từng nói rằng quan hệ tốt nhất trên đời chính là cùng chung chí hướng. Tôi thấy câu nói này đặc biệt phù hợp với quan hệ vợ chồng. Nếu vừa là cộng sự trong sự nghiệp lại có thể cùng nhau chia sẻ trong tình cảm, thì đó chắc chắn là quan hệ vợ chồng tốt nhất trên đời. Hôm nay, những thành công mà tôi có được liên quan mật thiết tới mỗi một thành viên trong gia đình tôi. Tôi muốn đặc biệt cảm ơn người đàn ông đã luôn kề cạnh bên tôi, giải thưởng cống hiến xuất sắc đối với kinh tế khu vực. Tôi rất muốn nhân cơ hội này cảm ơn bà xã của tôi, Diệp Tiểu Bạch. Khoảng thời gian vừa rồi, tôi chạy qua chạy lại giữa công ty và gia đình. Lần đầu tiên cảm nhận được sự hy sinh và vất vả trước đây của cô ấy. Tôi rất cảm ơn khoảng thời gian này. Đây là trải nghiệm hiếm có nhất của tôi. Bởi vì con trai tôi bây giờ cuối cùng cũng vì tôi đi công tác mà khóc mãi không ngừng. Lần đầu tiên tôi biết được, rốt cuộc trước đây tôi đã bỏ lỡ những gì. Xin lỗi. Vợ chồng hoạn nạn có nhau, cùng vượt qua bão táp. Tất cả hoạn nạn và bão táp đều qua rồi. Anh mong cuộc sống sau này của chúng ta sẽ chỉ có hạnh phúc trọn vẹn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.